Về già, đừng dại dột tranh cãi với ba loại người này, nhẫn nhịn một chút tai họa mới đi hết. Sống trên đời chúng ta có thể sẽ gặp những người thực sự coi tôn nghiêm của chính mình là thứ đáng quý nhất. Những người này có điểm lớn chính là thích sĩ diện, ngoại miệng nói là phải trong lòng lại nói trái. Đừng tranh tiền tài với người yêu tiền, đã là con người, mỗi người đều có những ham thích khác nhau. Có người thì trọng tình cảm, có người lại thích tích lũy tiền tài, lấy tiền tài là tình yêu lớn nhất. Họ cảm thấy chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn cho chính mình. Kiểu người này sẽ xem tiền bạc là cuộc sống nên khi tiếp xúc với kiểu người này bạn cần tránh việc cùng họ tranh giành. Con người khi về già đừng đặt lợi ích lên quá cao. Tiền tài không còn là mục tiêu hàng đầu như trước. Đó chỉ là vật ngoài thân, không thể không có, nhưng mất đi vẫn có thể kiếm lại được. Không tranh chấp với người sĩ diện. Sống trên đời chúng ta có thể sẽ gặp những người thực sự coi tôn nghiêm của chính mình là thứ đáng quý nhất. Những người này có điểm lớn chính là thích sĩ diện, ngoại miệng nói là phải trong lòng lại nói trái. Lúc nào họ cũng thích thể hiện tài năng và những điểm tốt của mình. Nhưng ta chẳng thể nào tránh những người như thế. Cách tốt nhất là khi tiếp xúc với họ thì tránh làm họ xấu hổ. Khi đến tuổi trung niên ta sẽ thấy việc thêm bạn bất thù là vô cùng quan trọng. Có thêm bằng hữu chính là có thêm người giúp đỡ mình khi gặp khó khăn, thêm người bên cạnh mình khi cô độc, thêm người động viên, giúp mình đứng dậy sau những lần đau thương. Không tranh với kẻ hiếu thắng. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết, vì lý tưởng công bằng, vì điều ta cho là đúng đắn, ta có thể sẵn sàng làm mọi thứ. Thanh xuân mỗi người chỉ có một, nếu ta không muốn tuổi trẻ của mình trôi qua trong sự nhàm chán thì bắt buộc phải xông pha. Nhưng khi đã bước qua tuổi 30 thì những thay đổi lớn sẽ xảy ra, lúc đó chúng ta nhận ra suy nghĩ tuổi trung niên và thanh niên có nhiều điểm bất đồng. Từ thanh niên thành trung niên là quá trình trưởng thành. Chúng ta đi học, đi làm, chạm đáy xã hội rất nhiều và sẽ có những thay đổi lớn diễn ra. Tình người nóng lạnh, từ non nớt thành chín chắn, lòng tranh đấu háo thắng cũng giảm bớt, đúng sai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trong xã hội này, chỉ biết cắm đầu vào mà tranh cãi mà không xem xét mình ở đâu, năng lực thế nào thì chắc chắn chỉ mất nhiều hơn được mà thôi. Cảm ơn bạn đã nghe bài viết về Về già, đừng dại dột tranh cãi với ba loại người này, nhẫn nhịn một chút tai họa mới đi hết. Những nội dung được chia sẻ trên đây hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn. Bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ, bình luận bên dưới và xem thêm các bài đăng của chúng tôi liên quan tiếp theo và mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị.